Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha, trở lại kênh của mình. Nay mình lục được mớ máy anh em. Lên cho anh em mình xem giá trị, anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Trước khi xem anh em cho mình một like nha. Phải nói là chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Mình nhắc lại đây là hàng nội địa Nhật điện 100V nha anh em. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha. Để anh em ghim nhầm vô ra cái là nó cháy nha anh em. Mình phải có cái biến áp từ 220 xuống ra 100 nha, hoặc 110. Đấy. Kênh mình bán thì có hai hình thức thôi. Anh em chuyển khoản thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền á thì anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Nói vậy thôi, hỏi anh em chuyển khoản mình bao ship cho. Như vậy. Rồi thôi mình vô nha anh em. Để nó mất thời gian anh em nữa. Vô nhanh lẹ rất rẻn nha. Đây. Đầu tiên là một cây mài Makita nè anh em. Cái mài Makita đây, con này quá đẹp luôn. Điện 100V, 510W. Cái này nó có cái lưỡi gì nó bằng sắt nè anh em. Cái lưỡi gì nó bằng sắt nè. Không biết nó cắt cái dây gì đây mình không hiểu nha. Nó dính trong máy mình để luôn nè. Lưỡi nó bằng sắt. Không biết để nó cắt cái gì đó mình không biết. Đây nè. Ok luôn. Đấy. Cây số 1. 350 nha anh em. 350. Nó luôn. Kem tiếp theo là cây máy mài nữa nè anh em. Quá đẹp luôn, nói chung là cực kỳ luôn. Nói chung hàng máy mài này mình đẹp mình mới lấy anh em, chứ số xấu là không có lấy đâu. Đấy. Cây này là cây Hitachi nè anh em. Hitachi điện 100V. Cái này nó 1010W nha anh em. 1010W, cái này quá dữ luôn rồi. Cũng lưỡi một tấc nha. Này nó có cái dính cục cái đá mài nè anh em. Cái mài anh em thấy nó đẹp chưa? Đen ken luôn nè. Đẹp lự luôn. Cái này nó 1010W, dữ thiệt. Này nó có cái gì này nữa nè anh em. Giấy gì nè. Chữ nhật không mình không biết, bùa hộ mệnh vậy đi. Đây nè. Khủng rồi anh em, nói gì nó trên 1000W mà. Đấy. Hitachi nè anh em, nó cực kỳ đẹp luôn, quá đẹp luôn á. Này nè, cái đầu này nó chưa chạy suốt gì, nó trên luôn nè, chạy suốt gì hết. Cây số 2, 350 nha anh em. 350 đây. Cây số 3 là một cây. Cây này nó không biết nó có cái đầu, nó có cái đầu hơi nhọn nhọn gì nè anh em. Đầu này nó không biết nó mài cái gì nè. Bằng thép nha. Cái bằng cổng thép. Cái này điện 100V, 145W. Cái này nó có điều tốc nha anh em. Này có điều tốc nữa. Nó thang nó bị dính nè nè, thang nó bị dính này, có điều tốc nào nha. Đấy, mạnh lên nè, lên nè, lên nè, lên nè nè. Cái này thang nó bị ấy rồi nè anh em, là mua mình coi thang lại mới được. Là bao anh em chạy nha, điều tốc giảm nè, giảm xuống nè anh em. Đấy, giảm xuống, giảm đó, đấy. Giảm xuống ok luôn.
lên nè, lên nè. Đấy. Trời nữa nó bị than nó bị chập chờn anh em, chạy như này. Cái máy này bao anh em bao chạy, anh em nào mua mình bao chạy ngon lành nha. Bao chạy. Đấy. Cây số 3 4,5. 4,5. Máy này anh em nào mua mình bao chạy, lát nữa mình coi than lại anh em. Đây, cây số 4 là một con vít nè anh em. Cái này cái phan mà cái nó vừa phan vừa bắt vít rồi là ok đó anh em. Cái này điện 100V, 250W. Cái nó là Tokyo Shinko. Shinko đó anh em. Đấy. Cái phan này cái này anh em bắt vít á. Bắt vít nó có cấp được nè anh em, nó có cấp được. 1 2 3 4. Nó tới 8 cấp được nha anh em, 8 cấp được. Thì anh em muốn dặn vít cỡ nào cấp được cỡ nào đó là tới đó là nó máy nó chạy nhưng mà nó không có ăn nữa, nó không có hư đầu vít của mình. Hoặc là nó không hư tôn. Đấy. Nó có cấp được. Đây nè. Đấy. Điều tốc lại mượt mà nè anh em. Đấy, nhúc nhích luôn nè, đấy. Đây đảo chiều nè anh em. Điều tốc là phải nó nhúc nhích luôn. Đấy, bóp nhẹ này, cả nhẹ bóp mạnh cho mạnh. Đây. Đấy, cái này anh em rồi rồi nó có cấp được nè, anh em muốn cấp được cái máy thì anh em. Dụ là con ốc con vít đó nó cỡ 5. Cỡ 5 thì mình để ngay số 5. Đấy anh em. Số 5. Hoặc là số 5 chưa hết, chưa xuống hết thì mình lên tới 6. Hoặc là số 7. Vậy thôi, mình cứ là nó không bao giờ nó hư, nó tới đó rồi là nó được. Vừa xuống tới rồi bắt đầu là nó không ăn xuống nữa mà máy vẫn chạy mà nó không ăn nữa, nó được đó nè. Nó có hay là cái chỗ cấp được đó. Này để anh em bắn vít rồi phan lập lập gia đình thì ok. Đấy. Cây số 4. 4,5 ngày nam. 4,5. Cây số 5. Cây số 5 là một cây mài nè anh em. Cái này anh em gắn cước vô anh em, gắn cước hay là anh em muốn đánh bóng gì đó. Đấy. Tán đồ là đầy đủ nè. Hitachi nha. Cái này điện 100V. 1010W. 1010W đó anh em. Đây, cái này nó muốn nó để cho anh em mình gắn đá vô là nó có cái bảo vệ đá nè. Còn anh em muốn gắn cước thì anh em tháo cái dè này ra bỏ. Bỏ cái dè này ra thì mình gắn cước vô. Gắn cước tùy theo anh em muốn cước cỡ nào đó tùy. Đây nè. Hitachi nghe nè, Hitachi. Đấy. Mày làm chưa? Cây số 5. 550 nghe nè. 550. Cây số 6 là một cây phít bọt nè anh em. Phít bọt nè, chữ nhật không. Cái này nó bằng nhôm nè, bằng nhôm không rỉ nghe anh em. Bằng nhôm không rỉ. Này đúc cũng ngắt luôn. Đấy. Cái lưỡi nó bằng thép bén dữ lắm anh em, lưỡi nó bằng thép dám lắm. Lưỡi này về anh em chùi ra cho là ok. Đấy.
này dành cho những anh em nào mà có bà xã làm bánh hoặc là con cháu làm bánh. Đấy, về là phấy bột là ok anh em, phấy bột. Đấy. Đây nó chạy ru hả anh em. Đấy. Kỳ không? Đấy. Này, cái bột làm bánh này nghe nè. Anh em nào có hãng xưởng gì làm bánh. Bánh này bánh kia muốn cần phấy cho lỏng lên thì rồi đây. Là ok. Phấy cho lỏng. Rồi. Cây số 6 450 nghe anh em. Số 6 450. Cái số 7 là một cây thổi nè anh em. Đây, nó có cái ống bụi nè. Cái này là nó dính nước sơn nè anh em. Vậy anh em lên tẩy ra. Mình không có thời gian làm nè. Cái này mình tẩy ra cái này xong nè anh em. Lấy xăng ngay rồi đẩy nó dính nước sơn nè. Nó cũng đang đấu thầu nè. Máy này là cũng thành phần đi công trình nè. Đấu thầu nè anh em. Chứ dữ rồi. Cái này Hitachi. Điện 100V. 460W. Nó có điều tốc đây nghe anh em, có điều tốc đây nha. Nó có điều tốc nè. Cây số 7 400 nghe nè, 400 nó dính nước sơn thôi chứ không có gì nè. Vậy lấy xăng tùi cái ra. Cây số 8 là một cây nhám nè anh em, một cây nhám Makita. Đấy. À, nó có con bụi luôn nè anh em. Đấy. Con bụi len can luôn nè, con bụi Makita. Cái này là điện 100V 520W nha anh em. 520W. Đây, cái này nó mở nhám nè. Cái này nó còn miếng nhám, miếng nhám này thì nói chung mình để vậy thôi chứ. Miếng nhám này anh em xài được, xài được về dục ra. Nhám này nó Makita nè anh em. Quá ngon luôn. Đấy, có bụi rồi luôn. Em thấy không? Đấy, cực kỳ chưa? Bụi rồi. Đây nè. Đấy, nó còn lên không? Thổi lên cho nó phùng hơi vô. Nè, nó xẹp lép nè anh em. Đấy, xẹp lép. Đầu mở lên, phùng lên nè anh em. Đấy. Hơi nó ra lên. Quá ok nghe anh em. Đấy, cây số 8. 500 nghe anh em. Cây số 8 500.
Đây cây số 9 là một cây phan đây anh em. Một cây phan anh em thấy đọc không? Mình bán cái loại này nó cũng nhiều rồi anh em. Đấy anh em thấy không? Đấy, tướng tá của nó nè. Đọc chưa? Makita nha, điện 100V. 810W nha anh em. Này quá mạnh nha, đầu kẹp 13 ly nha. Đầu kẹp 13 ly. Cái này anh em để phan sắt, phan gỗ là ok. Đây nó có cái độ mở rồi dính trong đây nè anh em. Độ mở muốn phan nè. Anh em. Cái này nó như bu lông nha anh em, bóp lên là nó ra đảo chiều ngang này. Đấy. Bóp trên dưới đảo chiều nhau, trang như là bu lông vậy đó anh em. Em thấy đẹp không? Con này đẹp thiệt chứ. Độc lạ nè anh em. Anh em thích chơi mấy cái này. Độc lạ chưa? Đấy, fan. Rồi, cây số 9. Cây số 9 này 550 nha anh em. 550. Đấy. Đây, cây số 10 là một cây massage đây anh em. Đấy, cây massage. Đấy. Đế rồi là ngon lành nha anh em, ngon lành cành đào nha. Đấy. Ngon lành cành đào luôn. Đấy. Đấy, cấp 1 đó nè. Đấy, chạy im luôn à. Đấy. Cấp 2 lên nè. Đấy. Đấy, dở lên nghe e e. Đấy, cấp 2. Cực kỳ luôn anh em, inru à. Đấy. Cấp 1 nè. Đấy. Dĩ rã luôn, chạy không nghe tiếng luôn. Massage này anh em mà mừng mệt anh em. Mừng mệt về kêu đứa cháu. Đứa cháu rồi đâu lại đấm lưng ông nội ngoại gì nữa chút coi. Đấy. Còn không có cháu thì giờ bà xã thì dành công với bà xã anh em. Bây giờ bà trước hay tôi trước? Đấy. Ai mỏi mệt thì ai mỏi mệt thì nằm xuống. Nằm xuống thì nó 1 2, cấp 1 2 đó anh em, mình nói chiêu hài đồ chơi nhá. 1 2 nó trời ơi giờ 2 mới đã chứ 1 thấm thía gì. Đang mỏi mệt đây đến cấp 2 cho tôi. Đấy. Rồi, cây số 10 600 nha anh em. Đây cây 11 là một cây cưa thân dọc nè anh em. Một cây cưa thân dọc. Đấy. Lưỡi nó là nằm mé bên trái nha anh em, thân dọc là lưỡi nằm mé bên trái. Cái này ở điện nó 100V. 670W. Lưỡi là 125. Lưỡi 125 nha anh em. Đấy. Đấy. Anh em nào thích chơi thân dọc thì đây. Đèn đốt là ok nha anh em, có đèn nha. Đấy, đèn nè. Đèn sáng là ok luôn. Đèn hai ba chỗ luôn anh em. Đây cái rồi dưới này cái nữa nè. Đèn hai ba nơi luôn. Đó cái, trên cái nữa. Cực kỳ luôn, đèn đủ nơi luôn. Đấy. Thắng nghe nè, có thắng nè. Đấy, thắng đồ ngon lành. Đấy. Makita. Đây, lưỡi 105, lưỡi này nó cắt mới cắt mỏng mỏng một hai đường nè anh em. Đấy, chớn cắt nó rồi còn có thấy nè. Cắt dán chừng phân rưỡi gì đây. Đấy. Tướng tá thì ok. Thân dọc. Đấy.
cây số 11. Cây số 11 này là 550 ngàn nè. 550. Đây cây số 12 là một cây đánh bóng nè. Đánh nhám gì đó tùy anh em. Đấy. Nè nè. Ruby. Mấy cây này là mạnh được ok rồi. Điện 100V. 1100W nha anh em, 1100W. Nó có điều tốc dưới này nha anh em, điều tốc dưới này. Đây nó có tay cầm rồi chắc chắn này nè. Đây. Đấy cấp 1 nè, nhẽm nhẽm nè anh em. Đấy. Anh em nó tóm rồi ok. Muốn lên là lên nè anh em. Lên. 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 Mạnh khủng khiếp luôn. Nó có 6 số nha anh em. 6 số dưới đây nè, ngay tay cầm mình nè. Nó có 6 số. Đấy. Cái này nó mạnh thôi. Quá ok. Rồi cây số 12. 550 nghe anh em. 550. Cây số 13 là một cây nhám nè anh em. Cái nhám này nó chạy bằng từ nghe anh em, nó chạy bằng từ. Nhám này nhám Ruby. Điện 100V. 170W. Nó chạy bằng từ, nó chạy im một cái một anh em. Nó chạy im. Im ru ru. Nói năng gì hết. Đấy anh em. Đấy nó chạy im ru à. Đấy. Cực kỳ im luôn, nghe tè 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 tè. Mà cái độ nặng con này là phải nói là có độ nặng nha. Anh em chỉ cầm vậy là đưa tới đưa lui thôi. Độ nặng nó có đo cái độ nặng thì thẳng rồi. Đấy. Cầm chắc nó đẩy qua đẩy lại nghe nè. Con này có chạy quá cực kỳ im luôn. Thế nè. Trời ơi lắng lình luôn. Cây số 13. 500 nghe nè. Số 3 500. Cây số 14 là một cây cắt tôn nè anh em. Một cây cắt tôn Hitachi. Này là điện 100V. Nó 400W nha anh em. 100V 400W. Này cái này nó cắt nó có cái đế để bảo vệ cái tay mình nè. Cắt tôn là không bao giờ vô tay được nè anh em. Đây. Kỳ em luôn nè. Hitachi. Đấy. Quá đẹp. Con này ok luôn. Có miếng giấy dán dán vậy anh em về thích để lột miếng giấy này ra là xuất sắc. Đấy. Không còn gì bằng luôn. Cây số 14. 600 nha anh em. Số 4 600. Đây số 15 là một cây cưa. Một cây cưa Hitachi đây nè. Cưa Hitachi. Điện 100V, 1140W nha anh em, 1140W, lưỡi của nó là 216 nha anh em. Lưỡi 216 nè anh em, thấy cái lưỡi của nó nè. Trời ơi cực kỳ luôn.
Đây chữ ra băng còn luôn nè anh em, cái lưỡi nó ra chữ ra băng còn luôn. Anh em chữ ra băng luôn nè anh em. Phải nó cái cưa này phải nó cực kỳ luôn. Hitachi. Đây anh em, để nhôm ngon lành. Đấy. Con này phải nó anh em. Cái lưỡi phải nó ăn tiền cái lưỡi luôn. Cái lưỡi không đủ tiền luôn. Lưỡi mắc in ra băng phải nó này còn ngon lành chành đào luôn. Đấy. Này 216 nha anh em, lưỡi 216. Cái này về anh em chạy thường thường là có thắng nha anh em. Đấy. Đấy, có thắng nha anh em. Đấy, cây này quá quá cực kỳ luôn. Lưỡi 216. Đấy, nó này. Anh em, hình bóng em nói nè. Đây. Đây nó có lưỡi nó để sẵn nè, 216 nè anh em. Ra băng 216 nhân cho 2.4 nhân chấm 80. 80 gì đó không biết. Rồi, mình chỉ biết vô đó hả? Biết chữ ra băng thôi. Đây số 15 600 nha anh em. Số 15 600. Đây số 16 là một cây. Cái này cái gì đây không hiểu luôn anh em. Cái này cái mài khuôn mài điêu khắc mài gì nè anh em, nó có cọng dây như thế này. Đấy. Đây nó có cọng dây nè anh em. Cọng dây này nó chắc nó dài được hơn thước à. Hơn thước, cái mũi nó có mũi nhọn nhọn. Nó có cái mũi nhọn nhọn nè anh em. Đấy. Tay cầm nó là bóng lừ luôn anh em, tại nó dính miếng keo nè. Rộng miếng keo này ra là bóng lừ à, tay cầm bóng lừ luôn. Đấy. Cái này khi mình xào nó có kim tắc riêng nha anh em, ghim điện vô rồi nó có kim tắc. Anh em mình cầm rồi bắt đầu mình cầm kim tắc nè anh em, nó có kim tắc nè. Đấy. Đấy nè. Rồi anh em đây nó cứ hoạt động cứ mài miết gì nó mài. Còn cái kia để tại chỗ thôi. Đấy. Đây, bắt đầu nè, lên. Đấy, kim tắc mình cầm nè anh em. Còn cái tắc nè. Đấy. Cực kỳ chưa? Phát nữa coi. Đấy, quá ok. Đấy, cái này nó mài điêu khắc gì nè anh em. Có cái mũi nhọn nhọn. Đó anh em. Kỳ không? Nói chung là mấy anh bên làm gỗ thì chắc rành mấy máy này. Đấy, cây số 16. 6.5 nha anh em. 6.5. Đây nó có kim tắc riêng. Đấy. Cho anh em mình dễ sử dụng. Đây anh em, tiếp theo là một cây cưa bàn nè. Cưa bàn phải nó len keng xà beng luôn. Em thấy nó len keng không? Mitachi nha anh em, Mitachi. Điện 100V, 435W. Lưỡi của nó là 165 nha anh em, 165. Cái bàn mới cảo luôn. Đây là bàn kẹp nhanh nè. Bàn kẹp nhanh nha anh em. Lưỡi của nó thì thôi anh em khổ phải suy nghĩ nha. Lưỡi cắt hợp kim nè anh em, cắt sắt lưỡi hợp kim mới keng luôn. Lưỡi này thôi luôn. Lưỡi này thôi đừng nói tới luôn, phải nói là cực kỳ luôn. Đấy. Cắt sắt lưỡi hợp kim này nó đẹp cỡ này là cũng ít có gặp lắm nha anh em. Còn ví dụ là xấu thì nhóc chứ cái loại đẹp cái này là khó lắm. Đấy.
Đấy. Quá đẹp luôn nè, cây này phải nói là đẹp nha. Mấy ngóc nó dài dặn với mấy này còn mới kén luôn, lưỡi mới ken luôn. Mấy nó cực kỳ luôn em, các bạn phải nói là len ken xà beng, cây số 17. 800 nha anh em. Số 17 800. Số 18 là một cái mài nè anh em, mài hai đá. Đấy anh em thấy nó đẹp chưa? Nó còn bốn con ốc nè, bốn ốc này về anh em muốn bắt vô xuống cái gì bắt, mình để bốn ốc luôn này nha, bốn ốc có còn luôn. Này điện 100V. Nó là 170W nha anh em. Đá của nó đá 1,5 tấc, đá 150. Nè bên đây nè, bên đây đá nè, còn bên đây nó mài lưỡi cưa hay gì nè anh em. Bên đây nó mài lưỡi cưa hay gì nè. Đấy, chờ anh em nữa. Đây nó mài lưỡi cưa hay gì nè anh em, nó cũng có độ nghiêng, độ nghiếp đâu nè. Còn cái lưỡi đây bên đây thì mỏng, chắc nó mài lưỡi cưa. Đấy, mình nghĩ vậy thôi. Còn bên đây đá là ok. Con này quá đẹp luôn em. Đấy, kỳ không? Lắc lên luôn. Đầy đủ là có dè đồ đầy đủ đó nha anh em. Đấy. Con này phải nói nè. Quá đẹp rồi anh em. Nói chung là cũng mấy khi mà được con máy mài mà nó đẹp vậy anh em. Quá đẹp luôn. Mình mua đúng cái máy mài đẹp cái mình cảm thấy mình thích. Nhưng mà cái giá nó thì trên bãi nó cũng hơi cao anh em. Nói chung là mình cũng kiếm công tiền công thôi anh em. Vậy thôi, cao mình bán cao, còn hả thấp mình lấy thấp. Nhưng mà mình lấy xấu quá mình không lấy. Thế bản chất của mình là cũng chơi đồ phải nó hơi đẹp đẹp chút. Đấy nè. Đấy, chạy coi, chạy không? Yeah. Đấy. Thấy nó cực kỳ êm rồi nghe nè. Bên đây anh em muốn mài gì mài, còn bên kia nó hình như nó mài lưỡi cưa đó. Còn anh em muốn không thích thì mình tháo này ra. Vậy thôi, khi nào mài lưỡi cưa mình gắn vô. Cũng dễ mà anh em. Đấy. Cái trớn nó chạy vi vu luôn. Cái này quá đẹp nha anh em. Đấy, anh em thấy không? Bút lưu luôn. Nói chung hàng bãi nó như thế này là đẹp rồi anh em, chứ mình nói nó đẹp như cái máy mới thì hơi khó. Nói chung là bây giờ cho cái đầu mới mà nằm ngoài sương ngoài nắng mà bao nhiêu lâu mà thì cả chục năm thì nói chung làm gì mà còn mới anh em. Vậy đồ nhất thì nó dày thôi chứ. Gặp ba đồ bây giờ nằm ngoài mưa hai bữa là đem vô dục luôn. Còn này đâu xi nhê gì. Đấy, cái số 18. 800 nha anh em. Số 18 800. Đấy. Rồi. Clip mình nay có nhiều máy đó nha. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Anh em nào xem cho like anh em. Nói chung là mình thật lòng là rất là cảm ơn những anh em cho like. Phải nói là rất là chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi chào anh em nha. Hẹn anh em lại clip sau.